Shop hàng nhiệt độ điện cho các bác. Hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2020. Từ sáng giờ thì em đóng hàng suốt, chả có thời gian để lên sóng, đóng hàng và hàng vừa về các bác nhé. Bây giờ lên sóng trợ các bác một cái con điều hòa một cục của hãng Haier. Con này rất là đẹp nha các bác nhé. Đấy, rất là vip đẹp. Đây, vỏ viết em làm lại trắng tinh rồi. Đấy, cảnh trạng máy thiết kế rất là đẹp. Cái con này dàn đằng sau rất là mới, dàn rất là mới các bác nhé. Đấy, các bác nhìn qua cửa, một xanh kép rất là mới đẹp. Một con máy hàng rất là vip. Em bán là 3.8 triệu, giá 3.8 triệu nhé, kèm theo một chiếc đồ điều khiển từ xa. Con này có nhận điều khiển từ xa các bạn ạ. Đấy, kèm theo một chiếc điều khiển từ xa. Giá 3.8 triệu, chưa có đổi nguồn, chưa có phí vận chuyển. Đấy. Phải nói là con máy này rất là đẹp đấy. Bác nào đang có nhu cầu mua thì các bác lấy con này không phải suy nghĩ đâu, chạy rất là êm. Em đang test lạnh này, rất là lạnh nhé. Đấy, rất là lạnh này. Máy thì 7.000 BTU, phù hợp cho các bác dùng phòng 10-12m2. Chạy rất là êm ái. Sử dụng điện 100V các bác nhé. Các bác lưu ý là tất cả các cái hàng điều hòa một cục này đều sử dụng điện 100V hết đấy ạ. Con nào có nhu cầu mua thì các bác liên hệ nhé. Em vẫn còn rất là nhiều hàng. Cảm ơn các bác.